Em đi mua thuốc cho anh Việt nghe. Nếu anh không muốn thì cũng phải đi khám bác sĩ chứ, lỡ nhiễm trùng thì sao? Đại biểu để cho anh yên mà. Em lo cho anh mà anh cũng không cho nữa. Nếu anh có thể lạnh lùng thì tại sao anh không đoạn tuyệt với quá khứ đi? Tí em không cho, giờ út nhỏ cũng không thể bỏ theo anh được. Vậy thì anh còn gì để mà bám víu hả? Mà những chắc chỗ của anh đâu phải mới bắt đầu. Vậy anh còn muốn đày đọa mình tới bao giờ nữa? Tôi nghe đây. Sao? Toàn bộ khu đất đó nằm trong quy hoạch à? Phải, tụi tôi đã ráng hết mức nhưng không thể cứu cậu được. Không mức trắng chứ? Tất nhiên là không, nhưng ba rem đền bù rất thấp, cậu sẽ thu thêm rất nhiều. Tôi muốn nhờ anh một việc nữa. Tụi anh hãy ráng trì hoãn việc phổ biến quy hoạch. Tôi sẽ không quên ơn anh. Được, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn. Khu đất 12.000 mét vuông đã gặp trục trặc nghiêm trọng. Bao nhiêu vốn liếng và tiền vay ngân hàng đã đổ dồn hết vào đó. Tôi muốn mọi người hãy xúc tiến một kế hoạch để bán sạch khu đó trong ít tuần lễ. Không thể được, bao lâu nay chúng ta mới chỉ bán được 1.000 mét vuông. Đó là vấn đề. Hãy tiếp thị bằng nhiều kênh khác nhau, kể cả việc hạ giá bán. Đúng, quan trọng là chúng ta sẽ hạ giá bán triệt để. Ủa, cái radio này của ai vậy? Của anh. Chi vậy? Từ từ sẽ biết. Nào, xin mời nâng ly. Chuyện gì đây? Có gì đâu, chỉ là lâu rồi không gặp các bạn. Công nhận nha, lấy được chồng cứ quên hết bạn bè. Làm như mình ế lắm mà nó lấy được chồng. Không nhớ hơn đám cưới mày nói hả? Lấy được chồng mà muốn chết còn gì? Thôi nha. Cái con măng nè. Bây giờ xin mời út nhỏ và mọi người lắng nghe. Gì vậy? Nghe rồi sẽ biết. Các bạn đang nghe đài phát thanh thị xã Phú Mỹ. Sau đây là tiết mục thông tin quảng cáo. Thông tin quảng cáo. Bằng lòng. Gì vậy Nam Đô? Ê! Tân Phương gửi đến lúc nhỏ. Tôi là Nam Đô, đứa con trai của miền sông nước. Lúc nhỏ chính là người đã thay đổi cuộc sống của tôi và cho tôi hiểu thế nào là tình yêu. Chính vì vậy, tôi muốn trao cho nhỏ tất cả những gì tôi có, kể cả cuộc đời mình. Còn hôm nay, với tất cả sự chân thành từ đáy lòng mình, tôi chính thức mở lời cầu hôn đến lúc nhỏ, cô con gái của mẹ sông nước và cha ghe xuồng. Út nhỏ ơi, kể từ lúc tụi mình quen nhau đã bao tháng ngày trôi qua, nhưng không như những con nước cứ hàng ngày lên rồi lại xuống, tình cảm của anh đối với em lúc nào cũng đơn giản. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù chiếc xuồng em đâu chồng chành, đúng là đâm đôi tí ha. Út nhỏ ơi, dù em có làm gì ở đâu, anh vẫn luôn có mặt bên em và cùng em vượt qua mọi trở ngại. Em sẽ luôn đi thật nhẹ nhàng, bởi anh chính là dòng nước luôn ôm ấp chiếc xuồng em. Út nhỏ ơi, bến Nam Đô đã mở cửa đón chào để xuồng út nhỏ ghé vào neo đậu. Wow! Bây giờ Nam Đô tự thưởng một ly đi. Quá tuyệt, chúc mừng nghe. Xin mời. Người đâu mà lãng mạn dữ. Mình chỉ mơ được người ta hét lời tỏ tình nơi chợ nổi, vậy mà có kẻ dám ngỏ lời cầu hôn trên sóng phát thanh toàn thị xã. Ngưỡng mộ lắm á nha. Xin mời.
Cảm ơn anh. Anh mong em trả lời sớm. Nếu em đồng ý, anh sẽ nấu ba má qua nhà bỏ lễ. Em cứ nhìn thẳng vào kia, nhìn gì cho anh nghe. Tụi em chuẩn bị cho anh cảnh 2, cảnh 3. Đủ một lát quay lại. Alo. Em ánh nè, anh qua biết chi chưa? Chưa. Nam Đô bỏ lời cầu hôn út nhỏ trên sóng phát thanh. Cỏ thị sở đã quyên náo bằng tán. Còn gì nữa không? Em chỉ báo cho anh qua biết cứ thôi. Thôi nghe. Dạ. Tiếp tục đi. Nhớ là biểu lộ một tâm hồn trong như giấy trắng và bình lặng như một mặt hồ buổi sớm mai, được không? Không được anh ơi, khó quá. Biết tại sao không? Đôi mắt của cô nhuốm đầy bụi trần. Tiếp tục người khác. Bây giờ em làm cảnh hai cho anh ha. Bắt đầu. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm, như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Năm, chuẩn bị băng đôi cho người mẫu. Ha, chuẩn bị thay đồ. Tiếp tục. Tuổi số 3. Trời ơi, sao không có à? Trời không có Hôm một nghe nè, cái xà lan đã trọng tải 400 tấn và chúng ta phải giao đủ gạo cho họ đổi trong ngày hôm nay. Nam Đô. Đúng, đúng vậy, đúng. Con đang tính kêu ba má nè, con nói giùm con qua ốc nhỏ một lát. Nam Đô, Nam Đô, con nhỏ đồng ý chưa? Dạ. Mày lên mày rống trên đài phát thanh mà không lấy được con nhỏ, còn gì là thanh danh nhà tấm gạo này nữa. Từ từ chứ má. Ừ, cứ từ từ đi rồi người khác cướp mất. Còn cái thằng gì đó... Thằng gì đó hả? Ừ. Nó tiêu rồi, nó hết cửa rồi. Lẽ ra mày đừng có rống lên trước cả thị xã như vậy. Ai gặp tao cũng hỏi thôi. Má cứ yên tâm đi. Con đi đây. Cái thằng thiệt. Ừ. Đi làm mà cái chuyện tào lao. Nó hơn ông. Hơn cái gì? Lúc tán tôi, ông đâu có lãng mạn được như nó. Ừ. Chứ... Chị Hai. À, Nam Đô hả? Chị đã dạm hỏi nó rồi. Ý Út Nhỏ thì sao? Nó im lặng. Hình như cũng xui xui. Nói thiệt, chị cũng muốn nó lấy em sớm đi cho yên chuyện. Còn ý tí thì sao chị? Chị không biết. Thưa bác. Ừ. Thưa bác, con muốn hỏi. Đã coi được ngày tốt chưa? Sao? Dạ rồi bác. 27 tháng này là ngày tốt. Anh không có ý hối nhỏ. Nhưng nếu được, mình nên tiến hành sớm. Còn nếu không, phải chờ tới sang năm. Vậy thì chờ. Anh sợ mình không đủ kiên nhẫn. Anh lúc nào cũng như bị thiêu đốt. Ngay cả em cũng vậy. Em sẽ không đủ sức để chống chọi với thời gian.
Anh đã yêu bao nhiêu cô gái, nhưng họ chẳng thu hút được anh lâu. Anh từng mơ ước có một cô gái không bao giờ khiến cho anh chán, và người đó chính là Út Nhỏ. Em đã đem đến cho anh cả thiên đường lẫn địa ngục, và dù thế nào đi nữa, ở em vẫn toát ra cái sức hút không gì cưỡng nổi. Út Nhỏ ơi, có khách. Em phải vô xưởng đây. Alo. Quý đồ Hoàng ơi, chính quyền đang chuẩn bị giải tỏa nè. Cái gì? Họ dám chơi thiệt hả? Đúng vậy, tới gấp ngang. Ngang Hoàng. Tại sao người ta cưỡng chế giải tỏa khu đất này mà vẫn còn rơi hoài vậy? Tôi không biết, tôi chỉ là người coi đất ở đây. Vậy thì anh nghĩ sao về vấn đề này? Không ngờ họ lại thẳng tay như vậy. Ta còn để đám phóng viên chú mũi vô cho nên mới hư bầu khi đường hết á. Đám nhà nó thân với cậu đó hết rồi, bị kỷ luật hết rồi. Cậu coi cái này đi. Đây nè, coi nè. Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì hết. Xin lỗi, anh là chủ đầu tư trái phép của khu đất này. Anh nghĩ gì khi chính quyền đang mạnh tay chính chỉnh trật tự? Thôi được rồi, mấy người giải tán hết đi. Có đúng là hàng trăm khách hàng đã bị anh lừa bán. Anh ơi, cho tôi hỏi thêm một câu. Anh ơi, alo, hiểu rồi, tôi đã nói từ từ tôi sẽ giải quyết mà. Anh Hoàng ơi, có rất đông khách hàng đến đòi tiền, họ đang ì xèo trong phòng họp á. Cậu vô nói với họ bình tĩnh, họ sẽ nhận được số tiền đền bù của nhà nước, số tiền chênh lệch còn lại công ty sẽ hoàn trả đầy đủ. Đây là rủi ro, họ phải gánh chịu chứ. Rủi ro nào, cậu muốn ra tòa hả? Vô đi. Nếu chuyện này trót lọt, anh có thể kiếm được cả 100 tỷ. Anh đã dồn hết vào nó, nhưng người ta chơi bạc. Xui xẻo sao lại dính vào quy hoạch. Em có quen một số người rất giỏi tại nhà đất, hay là em nhờ họ lo giùm anh? Hiện tại không ai có thể tháo gỡ được. Chính quyền đang nhân cơ hội này để răn đe kẻ khác. Và rồi đây, chuyện này sẽ ngập tràn trên các mặt báo. Mất trắng không anh? Với mức giá đền bù thấp, mỗi mét vuông anh mất 300-400 ngàn. Đem nhân với 32 ngàn mét vuông, coi như gia tài đi đứt. Anh không biết rồi cuộc sống của tụi mình sẽ ra sao. Chúng ta có tin buồn đây, bên White Rose lại vừa mới từ chối. Ba người đó không đặt yêu cầu, không đúng gu của họ. Em đã cho lục hết kho người mẫu của mình, vậy mà 5 lần 7 lượt họ đều từ chối. Chiều khách hàng là nghĩa vụ của chúng ta, chỉ có một người mẫu mà cậu cũng không lo nổi. Thực sự là show này hơi bị khó. Tôi sẽ cho người tiếp tục đi lùng. Thôi khỏi, tôi sẽ cung cấp cho cậu thấy. Alo, anh Việt nè, em đang đâu vậy? Đúng rồi, anh tới liền. Anh Việt đi đâu vậy? Anh đi công chuyện. Cho em đi với. Chỗ đó không hợp với em. Kệ, cứ cho em đi nhá. Sao phải chở đây vậy anh Việt? Có lẽ gần ở chỗ của cổ làm. Ai? Anh Việt.
Hèn chi không muốn cho em theo. Sao cưng, muốn đi với em mà còn kéo theo rơ mọt hả? Nè nè, tôi là bạn gái của ảnh, không có giỡn đâu nghe. Chị có làm gì anh Việt đâu. Chưa vậy, còn cười nữa. Út Ráng, Trinh có muốn làm người mẫu quảng cáo không? Cái gì? Em có nghe lộn không đó? Có một show quảng cáo nước hoa, anh nghĩ là Trinh rất hợp. Em không muốn đuôi dây điện, cho em xin, em đi làm đã. Khoan đã, nếu show này đem lại cho Trinh cả ngàn đô thì sao? Sao? Nói thiệt nghe, bộ lấy 5 đô đi cho rồi. Bây giờ yêu ít thì rồi sẽ yêu nhiều. 5 đô lại hiền lành đâu đó. Mà quan trọng là yêu bộ mê mệt, yêu bất chấp. Mà nhà 5 đô là có truyền thống sợ vợ. Cả ông già với hai ông anh, vợ ho một tiếng là sợ luôn bắn cả người. Sướng chưa? Nè, bồ với anh Việt á, không có lối thoát nào nữa. Vậy nên đây là cách tốt nhất để bồ quên ảnh á. Măng nó nói đúng đó. Em thử nhìn tí coi. Tội nghiệp tí quá. Vậy sao em không mau quyết định? Em tưởng em cứ làm vậy mà tí vui sao? Vì chuyện của em mà tí cứ héo hắt. Út nhỏ, Út nhỏ. Tôi sắp thành một người khác. Thật không thể tin nổi. Như đã nói, trước đây tôi sang trọng hơn. Tôi làm ở bar, ở vũ trường. Còn trước nữa, tôi là một cô gái trong trắng. Cả xóm nghèo và đầy rẫy tệ nạn ở chợ Cầu Muối, chỉ có một mình tôi là theo được đại học, dù rất trầy trật. Rồi cha tôi qua đời, nhà tôi bị sụp, tôi đành phải bỏ. Tôi về đây. Tối nay tôi được ngủ sớm. Giờ này mà sớm gì nữa chị. Chị hầu như không được ngủ ban đêm, hiểu chưa? Em về nha. Anh Việt, mình về luôn nha anh. Có tin tức gì về? Về Út Đáng. Thì anh nói thẳng là Út nhỏ đi. Đúng. Em cũng chẳng biết gì đâu. Út nhỏ phải ra đi với anh chứ. Tại sao út nhỏ không rủ bỏ hết để ra đi? Tại sao? Chị không thể. Anh cũng biết mà. Nếu anh muốn, có một người luôn sẵn sàng theo anh đến bất cứ nơi nào. Đừng cho em ra bồng bột, non nớt. Em đã chuẩn bị tất cả để ra đi. Vì em đi làm và muốn sớm tự lập cũng là vì điều đó. Dẫu sao em cũng chỉ là đứa con nuôi. Và nếu gia đình cấm cản, em sẵn sàng bỏ lại tất cả để ra đi cùng anh. Em dám làm, và em sẽ làm điều đó. Đó là sự khác biệt giữa em và Út nhỏ. Anh đâu có yêu cầu em làm điều đó. Anh Việt, thôi đi anh.
Giờ này mà anh còn gọi cho ai nữa? Alo. Út nhỏ, anh muốn nói với em nhiều thật nhiều, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh Việt, em đã trả lời anh rồi. Nếu anh thương em thì hãy để em yên, đừng gọi cho em nữa. Alo. Năm Đô, em muốn gặp anh ngay bây giờ. Cậu biết bây giờ là 3 giờ khuya vậy không? Em biết. Có chuyện gì mà gấp vậy? Em muốn gặp anh, em sẽ tới chỗ anh. Không không, út vào cơ đó đi, anh sẽ tới liền. Nam Đô, anh có muốn lấy em không? Còn phải hỏi nữa, điều đó là tất nhiên. Chắc chắn chứ, không bao giờ hối tiếc chứ. Tất nhiên, có cách nào để chứng tỏ cho em thấy đây? Cầm giùm anh. Coi anh nè. Nam Đô, anh định làm gì vậy? Út nhỏ, út nhỏ, coi nè. Út nhỏ, anh yêu em. Út nhỏ. Anh đâu cần phải chứng tỏ anh vậy. Anh đâu chứng tỏ, anh mừng quá đấy chứ. Út nhỏ đồng ý cho anh bỏ lễ rồi đúng không? Xin lỗi, anh đã làm cho em. Yeah! Báo chí lợi hại thiệt, đi đâu cũng bị lắc đầu. Ngân hàng lắc, khách hàng lắc. Mấy lô đất biệt thự sao rồi? Họ đã trả, nhưng chỉ được 8 triệu một mét vuông. Bắt chẹt nhau chứ gì? Giờ tính sao? Bán hết. Anh Hoàng, nội sáng nay có 27 khách hàng đòi tiền trên lệch đất. Nói hỏi từ từ, tôi có ba đầu sáu tay cũng lo không kịp nữa. Cô đi kiếm việc đi là vừa. Nói cô đừng buồn chứ công ty sắp sụp rồi. Tía, bao nhiêu khách mời đủ chưa tía? Còn đồ ăn thức uống, không biết đặt món gì ta. Út nhỏ, em thấy sao? Út nhỏ, chị nói gì? Chị hỏi em muốn đặt món gì. Món gì cũng được. Nhỏ này thì em cứ đặt từ 10 món nhậu là được rồi. Chồng thì chỉ lo chuyện nhậu, chẳng lẽ bao nhiêu đàn bà con gái không lẽ cũng nhậu hả? Alo. Dạ thôi mình gặp nhau quán cũ đi Nam Đô, em cũng sắp tới đó rồi. Khoan đã Út nhỏ, còn bao nhiêu chuyện để bàn nè. Chị cứ bàn với tía rồi quyết đại đi. Cái con nhỏ này, đám hỏi của nó mà như của ai đâu á. Ai biết đâu. Có cần tụi này lo gì không? Khỏi đi. Kì vậy? Mấy bồ tới dự tiệc là đủ rồi. Khỏe khỏe, khỏi lo trái cây luôn. Cái đồ
Măng phải lo trái cây, chứ không lẽ để nó đi mua. Út nhỏ biểu đừng lo gì mà. Coi kìa, thương cha nhớ mẹ không đành theo trai kìa. Vậy mới đúng nè, thương cha nhớ ảnh không đành theo năm đô. Thôi đi Út nhỏ. Thôi, mình đi nha. Tụi mình cũng đã từng một lần bàn chuyện đám hỏi của nhỏ, chỉ mong lần này nó được xuôi chèo mát mát. Chưa có mấy chiếc này chưa? Rớt nhẫn là xui lắm á. Xui cái gì hả? Coi chừng tan dở đó. Coi mặt kìa. Cái này được không? Út nhỏ, cái vừa rớt là được không? À... Sao? Dạ được. Chỉ được thôi à? Phải đẹp mới lấy chứ. Út nhỏ lựa cái khác đi. Thôi để khi khác đi năm đô. Sao vậy? Mai đi. Ngày mai mình lựa tiếp. Tìm chung coi tình riêng chúng ta, trời xanh mây trắng và lá, bao nhánh sông rơi giấc mơ buồn xa xa. Tình thôi đã đánh rơi bên dòng sông xưa, ngày tóc xanh mây bay ngàn, ngày mắt chưa quên hôm xưa, ngày tóc yêu một ngày chia xa. Nếu con ra đi mà không hạnh phúc, con sẽ ân hận mà. Vì không chỉ mình con khổ, mà bao nhiêu người khác cũng vì con mà khổ. Con làm tia đau lắm. Nếu con cứ dây dưa với nó, chắc tia không sống nổi nữa. Giấc mơ đã qua đi, và nó có thể trở lại một lần nữa. Một lần cho mãi mãi. Anh rất mong sẽ được rước em ra đi bằng một chiếc bè cất đầy hoa như thế này. Đáng can đảm lên, chỉ một lần này thôi cũng được. Không, mình không thể làm cái đám hỏi này được. Không biết nhà trai họ sẽ tới bằng xe hơi hay đi ghe để mình làm cổng chào nữa chứ. Thì hỏi họ thử coi đường nào cũng được. Dạ. Tía nói đúng, đường nào thì họ cũng quặt cần câu hết. Con sẽ thay tía nhậu với họ tới rết bánh thôi. Cái thằng. Thank you.
Kính thưa ông bà tổ tiên, con là út nhỏ, chắc con không thể ở lại với sông nước, ở lại với nghề truyền thống của dòng họ, bởi con sẽ ra đi với anh Diệp. Tiên cấm cản con không hờn trách tiếng, nhưng con không thể nào đi trên con đường mà tiếng muốn con đi. Con rất đau lòng vì đã làm trái lời, làm cho tía và mọi người phải đau khổ. Con xin ông bà tổ tiên và mọi người hãy tha thứ cho đứa con gái dám rũ bỏ tất cả, ra đi với hạnh phúc của bản thân mình. Bữa nay ai làm vậy? Giúp nhỏ làm đó con. Giúp nhỏ làm ngon quá à. Tía để con đút cho. Tía tự ăn được mà. Tía để con đút cho. Mai mốt con đâu có được đút cho tía ăn nữa. Mới chỉ là đám hỏi thôi, đã đám cưới đâu mà em nói vậy? Ủa chị hai, chị chưa đi chợ hả? Còn sớm mà. Em sao vậy? Dạ không. Có khách tới đặt ghe bên bển kìa. Chị tiếp giùm em đi. Chị thì biết gì, em qua liền đi nghe. Lát 10 giờ anh Việt có đi nhậu không? Thứ bảy phải làm việc tới 12 giờ mà. Anh quên bữa nay liên quan mừng công ty 10 tuổi hả? À. Em lên làm việc đã, lát gặp nha. Ai kiếm tôi vậy? Cô gái kia kìa. Tôi đâu có quen. Cổ nó anh hẹn cổ mà. Cô ơi, xin lỗi. Không thể nhận ra Trinh nữa. Chính em cũng không nhận ra mình. Lát gặp khách hàng, em nói gì đây? Nghĩ sao nói vậy, miễn đừng nói xạo là được. Em có một đối thủ, phải ráng lên đó. Không thành vấn đề. Em mà dính vào show này, anh Hiếu muốn gì em cũng chịu. Không cần đâu. Em thắng con gà của thằng Việt là anh vui rồi. Tôi đặc biệt yêu thích nước hoa Wairo và thường xuyên sử dụng. Đối với tôi, Wairo là một thứ nước thần diệu. Nó giúp tôi tràn đầy tự tin và quyến rũ. Những nơi tôi đi qua, phái mạnh dường như là bị bỏ bùa mê.
Cảm ơn cô. Mời người tiếp theo. Dạ. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Phương Trinh. Mời cô Trinh diễn thử cảnh số 8. Lúc này em diễn tốt lắm. Cảnh nhận chai nước hoa qua Cross. Bắt đầu ha. Dạ. Tặng em. Cảm ơn cô. Mời cô xuống. Khoan đã, cho tôi xin lại một lần nữa. Được, mời cô. Dạ, cảm ơn. Cô bắt đầu đi. Dạ. Trinh đừng nghĩ đây là chai nước hoa, mà nghĩ rằng mình đang nhận được một tình yêu chân thành. Cảm ơn. Thưa quý vị, bông hồng trắng chính là nước hoa của những xúc cảm, của sự tinh khôi. Vì lẽ đó mà chúng tôi quyết định chọn cô Nguyễn Phương Trinh. Vậy, Phương Trinh sẽ là gương mặt của White Rose trong một chiến dịch quảng cáo chưa từng thấy trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Cảm ơn anh. Nội trong 15 ngày em sẽ giao ghe cho anh. Tốt, tốt. Tôi về nghe. Dạ anh. Như lộn nhỏ. Em thấy Út nhỏ trên xe đò đi Sài Gòn hả? Em chỉ nói là hình như. Chắc em nhìn lộn. Chứ nó lên trển làm gì? Lẽ ra bữa nay tụi em phải đi chọn nhẫn. Sáng nay chị thấy nó có vẻ lạ lắm. Không lẽ nào nó lại bỏ đi?
Hôm nay AX tròn 10 tuổi. Hôm nay chúng ta đã có thể tự hào rằng AX hoàn toàn có khả năng sánh vai cùng các công ty quảng cáo nước ngoài. Chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thành tựu, mà tiêu biểu là vụ Wiro sáng nay và Diệt là kiến trúc sư của thành công đó. Bây giờ tôi muốn mời Diệt cùng thổi chiếc bánh sinh nhật này. Đó, tí thấy chưa? Nó gom hết đồ đi rồi. Đi đâu? Hay là đi thăm thằng Hoàng con rắn? Nếu đi thăm một vài ngày, việc gì phải mang hết đồ? Mà xưa nay, nó đi đâu cũng xin phép đàng hoàng. Chẳng lẽ nó bỏ nhà theo thằng Diệt sao Tuyết?